hôm nay ấy, chị đọc được một cái câu của comment ở trên cái nền tảng của mình ấy. Thì các anh có nói là nếu mà bị phúc sớm ấy thì đi phẫu thuật là khỏi. Đấy, thì mình cũng nghe, mình cũng thấy nó buồn cười. Nó buồn cười nhá. Bởi vì làm đúng rồi. Bởi vì xuất ấy, xuất sớm ấy thì nó đã hiện nay nó đang có hai dạng. Một là sớm mà gọi là sớm, gọi là sớm quá, kiểu không kiểm soát được. Không kiểm soát được, không kiểm soát thì được. Nó sẽ khoảng dưới 1 phút. Đúng không? Giây tính bằng giây đấy. Tính bằng giây ấy. Mà cái trường hợp này gặp nhiều nhá. Gặp nhiều lắm ấy. Mặt tình càng ngày ấy, thì cái tình trạng nó là càng bị trẻ hóa. Bị trẻ hóa. Và có một cái trường hợp nữa đấy là sớm mà kiểm soát được là nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1, 2 đến 3 phút. 3 phút là đã sớm rồi. Bởi vì thực ra chị em mình đều đã trải qua chuyện đấy rồi đúng không? Thì trong cái thời gian 3 phút ấy, nó không thể nào đầy đủ để cho chị em cảm nhận được một cái điều gì cả. Sao cảm nhận được? Lúc đấy kiểu chưa kịp gãy ngứa, khó chịu. Đấy, thì nếu mà như vậy, thì nếu mà cái trường hợp mà xuất sớm có kiểm soát được ấy, thì là sẽ cải thiện được dễ hơn và không cần thiết là có những cái giải pháp nào có thể cải thiện được. Còn nếu mà xuất sớm mà không kiểm soát được ấy, thì tốt nhất là đi đến gặp bác sĩ. Thì bác sĩ người ta sẽ đưa ra phương án, chứ chưa chi các anh đã đòi phẫu thuật thì mình không hiểu phẫu thuật gì. Mà thực ra là nếu như mà bị kiểu như là thừa da thiếu thịt này, hay là kiểu cong vẹo như thế nào đấy, thì người ta mới nghĩ đến cái giải pháp gọi là cắt củng các kiểu, đúng phẫu thuật dùng đến những cái như vậy. Chứ còn nếu như mà nó như thế kia thì thực tế là nó không phải là cái mà có thể dùng cái biện pháp phẫu thuật để có thể khắc phục được. Đó, chứ còn đang bảo là nếu mà phẫu thuật thì cũng chưa biết là sẽ phẫu thuật kiểu gì. Nên là tốt nhất nếu mà anh em nào ấy đang gặp cái tình trạng là bị xuất sớm không kiểm soát được, hoặc là chỉ cần vào một phát thấy chớ là đã ra nếu rồi. Nhưng mà vào một phát thấy chớ nó khiến chị em bọn em ấy, các anh ạ, ui, nếu như mà vào phát thấy chớ thì kiểu tụt mút kiểu cảm giác như là đau lòng, nhất là người nào mà kiểu có thời gian tìm hiểu, kiểu đã có cảm tình ấy nhỉ, thì sẽ kiểu cảm giác rất là đau lòng. Bởi vì làm đây không phải nói là tại vì bọn này bọn nó dâm dê nên bọn này nó thế, nhưng mà thực sự là cái đó, nếu mà một người mà mình đã quyết định gắn bó thì nó sẽ theo mình một thời gian rất là dài. Nó khó chịu. Đúng rồi, nó sẽ theo một thời gian rất là dài. Đúng rồi. Và cái việc mà không được thỏa mãn về chuyện đó nó cũng sẽ gây ức chế. Và đúng dần rồi. Dần hai người dạn sẽ nứt. Rất là hay cãi nhau rồi dạn nứt. Thì thà là kết thúc cái mối quan hệ như vậy nó sớm còn hơn, đúng không? Và nếu mà anh nào bị như thế thì không phải là đến phẫu thuật đâu, mà phải đến gặp bác sĩ và tìm những cái giải pháp để cải thiện. Bác sĩ sẽ đưa một cái phác đồ. Còn nếu mà anh nào mà gặp phải cái tình trạng là 1-2 phút, trên 1-2 phút, trên từ 1 phút trở đi đó. Thì mà khoảng 1-2 phút, 3 phút hoặc là dưới 5 phút, nói chung là cảm thấy chưa hài lòng với cái thời gian của mình, đúng rồi, thì có thể liên hệ với số điện thoại bên trên để em Hương và em Lý sẽ tư vấn cho mọi người, cho các anh một cái giải pháp mà cực kỳ an toàn này, hiệu quả này, và làm tại nhà. Tại nhà. Nói chung là kín đáo, không có ai biết, mình biết, đúng không? Đúng rồi. Đó. Và cái giải pháp đấy thì đảm bảo là sẽ rất là an toàn này, hiệu quả này. Và khi mà các anh sử dụng từ 1 đến 2 liệu trình thôi là cái tình trạng đấy của các anh là sẽ giảm đáng kể. Anh hãy liên hệ số điện thoại bên trên để em Hương và em Lý tư vấn và hỗ trợ nhé.